Hải Yến xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Khoa học Tốt Thú Vị. Các bạn thân mến, nằm ở vị trí thứ 7 tính từ mặt trời, Thiên Vương Tinh là gã khổng lồ băng giá ít được chú ý. Một phần là bởi khoảng cách rất xa hành tinh của chúng ta. Mặt khác, hành tinh này không có bề mặt rắn cố định giống như các hành tinh đất đá. Và do ở cách xa mặt trời nên nhiệt độ trên hành tinh này rất lạnh lẽo. Bởi vậy, nó không được kỳ vọng là có sự sống. Kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 1781 bởi nhà thiên văn học người Anh William Herschel, cho đến nay, tàu vũ trụ Voyager 2 là con tàu duy nhất ghé thăm Thiên Vương Tinh. Dựa vào những dữ liệu quý báu của con tàu, một nghiên cứu mới đây cho biết, hai trong số các mặt trăng của Thiên Vương Tinh có thể có các đại dương ngầm đang hoạt động, chúng bơm vật chất vào trong không gian. Nếu điều này là sự thật, hệ thống Thiên Vương Tinh có thể thú vị hơn chúng ta từng nghĩ. Vậy thực hư câu chuyện này như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay để có câu trả lời nhé! Nằm ở một vị trí cách mặt trời khoảng 2,8 tỷ km, chúng ta đang đi đến với hệ thống Thiên Vương Tinh, nơi vừa được cho là có đại dương ngầm trên hai mặt trăng của nó. Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà khoa học phát hiện tổng cộng 27 mặt trăng của Thiên Vương Tinh, trong đó có 5 mặt trăng đặc biệt lớn, đó là Titanian, Oberon, Umbriel, Ariel và Miranda. Tên gọi của các mặt trăng này được đặt theo tên của các nhân vật trong các tác phẩm của danh hào Shakespeare và Alexander Pope. Các nhà khoa học ước tính, tổng khối lượng của các mặt trăng của hành tinh này là nhỏ nhất trong số các hành tinh khổng lồ khác. Trong đó, tổng khối lượng của 5 mặt trăng chính thậm chí còn nhỏ hơn một nửa khối lượng mặt trăng Triton của Hải Vương Tinh. Vào năm 1986, tàu vũ trụ Voyager 2 của NASA đã sa vào hệ thống Thiên Vương Tinh và chụp được những hình ảnh chân thực về 5 mặt trăng của hành tinh. Dữ liệu cho thấy, các mặt trăng lớn được tạo thành từ đá, băng với vô số miệng núi lửa trên bề mặt. Đặc biệt, những hình ảnh này cũng cho thấy các dấu hiệu của nước lỏng phun trào và đóng băng trên bề mặt của nó. Các nhà khoa học suy đoán, hiện tượng này có thể được gây ra bởi một đại dương dưới bề mặt. Đề xuất về những đại dương ngầm dưới bề mặt mặt trăng của Thiên Vương Tinh đã thu hút sự chú ý của các nhà khoa học tại Phòng Thí nghiệm Vật lý Ứng dụng Johns Hopkins ở Maryland. Nhóm đã kiểm tra dữ liệu bức xạ và từ tính mà tàu vũ trụ Voyager 2 thu thập. Các phân tích mới cho thấy, hai trong số các mặt trăng đang phóng các hạt vật chất vào hệ thống Thiên Vương Tinh. Hai mặt trăng đó là Ariel và Miranda. Cơ chế mà hai mặt trăng thực hiện vẫn chưa được làm rõ, nhưng chắc chắn chúng đều xuất phát từ một nguyên nhân là cả hai mặt trăng có thể sở hữu một đại dương lỏng dưới bề mặt đóng băng của chúng, làm nổ các chùm vật chất vào trong không gian. Vậy Miranda và Ariel là những mặt trăng như thế nào? Về Miranda, đây là mặt trăng nhỏ nhất và nằm trong cùng trong số 5 mặt trăng chính của Thiên Vương Tinh. Giống như 27 mặt trăng còn lại, Miranda quay xung quanh Thiên Vương Tinh theo quỹ đạo song song với xích đạo của hành tinh. Nó có đường kính khoảng 470 km. Vì vậy, Miranda trở thành một trong những vật thể hình cầu nhỏ nhất trong hệ mặt trời. Mặc dù nhỏ bé nhưng nó thú vị ở chỗ, đây là một trong những vật thể có địa hình đa dạng nhất hệ mặt trời. Trong đó phải kể đến Verona Rupes, sườn dốc sâu nhất hệ mặt trời, với độ sâu khoảng 20 km. Miranda được phát hiện lần đầu vào năm 1948 tại Đài Thiên văn MC Donald và được đặt tên theo nhân vật Miranda trong vở kịch Giông tố của William Shakespeare. Nó còn có tên gọi khác là Uranus V. Cho đến nay, tất cả những hình ảnh cận cảnh của Miranda đều do tàu Voyager 2 chụp lại trong quá trình bay ngang Thiên Vương Tinh vào tháng 1 năm 1986. Khi đó, nam bán cầu của vệ tinh này hướng về phía mặt trời, nên chỉ có khu vực này được nghiên cứu. Phân tích kỹ hơn về Miranda, các nhà khoa học nhận thấy mặt trăng có nhiều vết tích của những hoạt động địa chất trong quá khứ hơn tất cả các vệ tinh khác của Thiên Vương Tinh. Còn về mặt trăng Ariel, nó nằm ở vị trí thứ 2 tính từ trong cùng và là vệ tinh nhỏ thứ 2 trong số 5 vệ tinh chính. Nó có đường kính khoảng 1.150 km. Ariel quay trong mặt phẳng xích đạo của Thiên Vương Tinh
nó gần như vuông góc với quỹ đạo của hành tinh này. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1851. Giống như tất cả các mặt trăng của Thiên Vương Tinh, Ariel có thể hình thành từ một đĩa bồi tụ bao quanh hành tinh trong thời gian ngắn sau khi Thiên Vương Tinh hình thành. Về địa chất, nó có một lõi đá ở bên trong, bao quanh bởi một lớp vỏ băng giá. Ariel có một bề mặt rất phức tạp, bao gồm địa hình bị cắt gọt thành hàng loạt các vách núi, hẻm núi và dạng núi. Nó cũng là mặt trăng có bề mặt trẻ nhất với chỉ vài hố va chạm mà thôi. Việc đề xuất về các đại dương ngầm dưới bề mặt mặt trăng của Ariel và Miranda mới chỉ là những đề xuất ban đầu. Các nhà khoa học vẫn cần những nghiên cứu sâu hơn để biết cơ chế hoạt động của chúng nhằm trả lời cho câu hỏi các đại dương ngầm này có diện tích bao nhiêu, lượng hạt vật chất phun ra nhiều hay ít và liệu chúng có thể có một tia hy vọng nào về sự sống hay không. Ở thời điểm hiện tại, chúng ta không có một tàu vũ trụ nào hướng đến hệ thống Thiên Vương Tinh. Nhưng các nhà khoa học NASA đang đề xuất một sứ mệnh trị giá 4,2 tỷ đô la tới hành tinh này. Theo kế hoạch, nhiệm vụ sẽ không khởi động trước những năm 2030. Vì vậy, trong thời gian chờ đợi, các nhà khoa học sẽ phải tiếp tục tìm tòi trong đống dữ liệu cũ từ Voyager 2 để có những phân tích sâu hơn. Việc một mặt trăng hay hành tinh phun các hạt vật chất vào không gian là không hiếm trong hệ mặt trời. Chúng ta đã phát hiện sự việc tương tự xung quanh Hải Vương Tinh, người hàng xóm thân thiết với Thiên Vương Tinh. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra với mặt trăng Europa của Mộc Tinh hay Enceladus của Thổ Tinh. Giờ đây, các nhà khoa học đang chuyển hướng sang các mặt trăng của Thiên Vương Tinh, một hệ thống thú vị và hấp dẫn không kém. Phải nói rằng, Thiên Vương Tinh quả thực là một hành tinh độc đáo, nhưng cho đến nay, hiểu biết của chúng ta về hành tinh này vẫn còn rất hạn chế. Chúng ta chỉ biết rằng đây là hành tinh thứ 7 tính từ mặt trời và là hành tinh lớn thứ 3 trong Thái Dương Hệ. Nó được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1781 bởi nhà thiên văn học người Anh William Herschel. Khi đó, ông sử dụng kính viễn vọng tự chế phát hiện một vật thể lạ mà sau này là Thiên Vương Tinh. Hành tinh có khoảng cách trung bình tới mặt trời là 2,87 tỷ km, tương đương 19,2 đơn vị thiên văn AU. Ở khoảng cách này, Thiên Vương Tinh có một quỹ đạo khá lâu, nó mất 30.799 ngày trái đất để hoàn thành một chu kỳ quỹ đạo, tức 84,3 năm. Khác với tất cả các hành tinh khác của hệ mặt trời, Thiên Vương Tinh có một trục quay vô cùng đặc biệt. Độ nghiêng trục quay của nó là 97,77 độ, tức nó gần như song song với mặt phẳng quỹ đạo của hệ mặt trời. Chính độ nghiêng trục quay đặc biệt này đã làm Thiên Vương Tinh có sự thay đổi mùa hoàn toàn khác với các hành tinh. Một cực của hành tinh luôn hướng về phía mặt trời, được mặt trời chiếu sáng suốt 42 năm. Trong khi đó, cực còn lại nằm trong bóng tối liên tục 42 năm. Việc bóng tối bao phủ liên tục 42 năm và không được sưởi ấm từ mặt trời khiến khu vực này rất lạnh lẽo. Các nhà khoa học đo được, có thời điểm Thiên Vương Tinh có nhiệt độ âm 224 độ C. Với nhiệt độ này, nó trở thành hành tinh lạnh nhất trong hệ mặt trời, mặc dù nó không phải là hành tinh xa mặt trời nhất. Với việc nghi ngờ có hai đại dương ngầm trên mặt trăng của Thiên Vương Tinh khiến hệ thống này càng trở nên thú vị hơn. Hy vọng rằng trong thời gian tới, NASA và các tổ chức khoa học khác sẽ sớm gửi các tàu thăm dò đến Thiên Vương Tinh để giúp nhân loại hiểu rõ hơn về hành tinh lạnh nhất hệ mặt trời. Đến đây, video của Tốt Thú Vị cũng xin phép tạm dừng. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn và bổ ích. Còn bây giờ, như thường lệ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng Tốt Thú Vị đi giải mã các bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn!